Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio âm thanh số. Hôm nay Hà Nội là một ngày trời rất là đẹp, nắng ráo. Thì bên em có nhận được một đơn hàng của bác. Đây, bác Trần Ngọc Ca. Bác có số điện thoại nào? 039848. Bác ở ngã tư Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình. Vâng, bác sau khi có tìm hiểu kênh Zika Audio thanh số trên YouTube thì bác cũng rất là cẩn thận, bác hỏi rất là kỹ, được tư vấn rất là chi tiết của bên em. Thì bác có đặt một sản phẩm đôi loa Pioneer F75 thế hệ mới. Vâng, thì đây là cái đôi loa F75 Pioneer Bass 30. Đặc biệt là cái dòng này 3 đường tiếng, thì bên cháu vừa lấy ở kho ra và mở thùng cho bác. Thế này là cái vẻ bề ngoài đằng mặt trước của cái đôi loa Pioneer F75. Đây, đặc biệt đây là hàng nhập trung ương China, có tem 7 màu lại 1, nên bác yên tâm nhé. Bác là một người rất là khó tính về âm thanh, thì bác bị thuyết phục bởi cái đôi loa F75 này trên kênh YouTube của bên em. Thì đây là bên cháu đang test một đoạn nhạc cho bác trước khi bên cháu đóng vào gói hàng gửi đi cho bác. Bên đôi loa Pioneer F75 này có bác Phạm Anh Tuấn, bác ở làm giám đốc báo Tổng Vietnamnet. Bác có lấy 2 đôi cho gia đình nghe, thì bác có đánh giá rất là cao về cái đôi loa Pioneer này, vừa hay lại còn tầm tiền là phải chăng, rất dễ để sở hữu. Hiện tại là bên cháu đang ghép cho bác một đôi này với một cái âm ly Jaguar 506. Lại cái đôi loa này nó rất là hoàn hảo, các cạnh rất là sắc nét, không có một chút lỗi lầm nào. Bên cháu bán hàng rất là chất lượng, vì thế nên bác yên tâm nhé. Bên cháu đang test ạ. Thì bên cái dòng này là loa 3 đường tiếng, được gồm bass 30 này. Thì rốn bass rất là to, côn rất to. Gồm 2 chung và 1 chép. À, 2 chép và 1 chung. Biệt là cái dòng này là có một cái công tắc để hỗ trợ chép. Đấy, thì các bác muốn nghe nhiều chép thì các bác có thể vặn sang bên phải. Đấy, và các bác muốn nghe ít chép các bác có thể vặn sang bên trái. Đặc biệt cái dòng này nó được tích hợp cái núm hỗ trợ chép rất là hay. Đây là bên cháu chỉ ghép với âm ly thôi bác nhá, mà chất nhạc, chất âm đã rất là hay rồi. Đây là bên cháu chưa hỗ trợ những cái thiết bị khác như lọc xì hay là vang. Đặc biệt là cái mặt trước này của đôi loa Pioneer F75 này được làm bằng cái căng lụa rất là mềm mại, nhìn nó rất là cổ điển nhưng mang hơi hướng hiện đại, thế hệ mới. Vâng, đây là phía sau cái đôi loa Pioneer F75 của bác Ca nhé. Đây, mã của nó đây ạ, Pioneer F75 trở kháng 8 ohm, tức là 120W. Đây là đặc biệt cái dòng này là dòng công nghệ Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc. Hàng rất là đạt chuẩn, nên vì thế bác yên tâm. Bây giờ cháu lại quay về phía trước để cháu quay tổng thể một đôi loa của bác. Cái đôi này nó là dòng loa đứng, rất dễ, là dòng loa rất là dễ trưng bày, nhìn rất là cổ điển. Và đặc biệt là mang hơi hướng hiện đại, bản thương mại của dòng Pioneer. Vâng, bác cứ mua cái đôi này về bác sử dụng thì bác khách mà đến nhà bác sẽ phải ghen tị với một đôi loa F75 tầm tiền bác đã mua về sử dụng. Đây,
cháu đang kép một đoạn nhạc có lời cho bác để bác trải nghiệm cái chất âm nó sống động và trung thực như thế nào. Nghe rất cái giải trung rất là tách bạch. Rất là hay. Tiếng bass xuống rất là sâu. Và cái giải chép nghe rất là sáng. Hiện tại cái đôi loa piano FB5 này của bác rất là hoàn hảo, không lỗi lầm gì, các đường nét rất là sắc nét. Đây là bên cháu thám mặt e căng lượng trước ra để bên cháu quay chi tiết phía đằng sau cái mặt e căng. Đấy bao gồm là hai chép và một chung và một bát 30. Đây đang rung đấy ạ, vẫn đang đánh đấy ạ. Nghe rất là tách bạch, âm sáng. Vâng, một lần nữa cháu thay mặt công ty JK Audio danh số cảm ơn bác đã ủng hộ sản phẩm bên JK Audio. Một lần nữa thì cháu chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng, mình cháu test một đoạn nhạc cho bác ca nhé. Đoạn nhạc karaoke. Sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành vì biển trời nào mà không xanh. Thì xin em nhớ cho rằng em hiện diện chiếc điều hồn anh. Sau khi bên cháu đã test một đoạn karaoke thì bác biết cái chất âm của cái loa piano FB5 này của bên cháu chất lượng nó như thế nào. Một lần nữa thì cháu cảm ơn bác nhé. Sau đây cháu sẽ đóng gói cho bác và gửi cho bác để, và bên cháu mong bác nhận được sớm và trải nghiệm với loa piano FB5 330 bên cháu. Nhé. Trước khi bên cháu đóng hàng, đóng thùng gửi cho bác thì bên cháu đóng gói rất là kỹ. Đây là mã đô la của bác là Pioneer F75. Đây ạ. Các cái chặn xốp rất là chắc chắn nên vì thế là bác yên tâm nhé. Không phải lo lắng về sản phẩm vận chuyển. Đây quay tổng thể cho bác ạ. Rất là cẩn thận. Đấy. Vâng, sau đây bên cháu sẽ làm lốt công đoạn cuối là gửi ra xe. Đóng thùng và gửi ra xe cho bác. Mong bác nhận lại được hàng sớm bên cháu nhé. Đây bác ca nhé. Rồi sau khi bên cháu đã đóng thùng thì đây là thông tin tên của bác và số điện thoại và địa chỉ. Thì bên cháu đã đóng rất là cẩn thận rồi ạ. Đây tên đô la Pioneer F75 của bác. Một lần nữa cháu chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe bác nhé.